Đây nhá các bác nhá, nuôi chim cu này, bán một đôi chim cu là có lợi nhuận bằng nuôi một con lợn 6 tháng nhá, 6-7 tháng anh em nhá. Anh em chịu khó thì cứ mân mê là nó rất là hiệu quả. Thì bây giờ là trước khi mình đóng mấy đôi này cho anh em thì mình sẽ bón cho nó để cho nó ăn. Đây. Em nhớ là gửi cả cám cho anh em bón nhá. Khi bón thì em nót cả cái giấy ăn lẫn rơm đây cho nó khỏi bị trơn. Đó, thì khi mà bắt con chim vào thì các bác cứ đẩy. Đây là cái đôi này là đôi khổng lồ luôn này. Bác này là bác ấy cao tuổi. Bác ấy gọi điện bác đặt một đôi chim bón mà phải nói là bác ấy nói phải đến 30 phút, phải nói khéo này, đến cái giờ em bán hàng là bác cúp máy đi. Để em còn bán hàng thì nói chuyện bác em bỏ qua bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi. Đó là con này là một đôi zin khổng lồ luôn nhá, ưu tiên cho bác ấy. Bác ấy cũng là cao tuổi, thế nên là anh em cũng phải thông cảm, là người ta rất cẩn thận. Đấy. Thì đôi này là em sẽ để cho bác ấy. Sau khi bón xong thì em sẽ để nó đây. Đây đeo vòng nhá. Zin. Đây, bác ấy ở đây. Bác ấy là ở hiện tại Mỹ Đình này. Đấy. Xong. Đóng nắp vào. Đấy, đóng nắp vào, dán. Thôi thôi, đây để đây đạp đi. Sáng mai dậy sớm lại bón cho nó một lượt nữa. Nhưng mà để vào đây. Dán hờ hờ thôi. Sáng mai dậy sớm thì mình không phải chọn nữa, bắt sẵn tối nay. Những con đôi này cũng vậy thôi. Đôi này em quay cho anh để anh bón cho nó. Đây. Bón thì thực ra em có cả rổ luôn. Đây là cái xi lanh này, xi lanh 50 em ngâm cám lợn nhé. Chỗ này là còn sau khi em bán chỗ này thì chỗ này một đôi thì bán luôn, mai thì còn ba đôi này nữa nhá. Quay thì thấy nhìn vào hình quay. Còn ba đôi này nữa thì có một đôi là nó rất là nụ này. Bạn nào thích lấy đôi nụ lấy đôi này này. Còn một này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm này. Đấy. Sáu, xong. Như vậy là ba ba đôi không kệ nó không phải nghe. Ba đôi này là sẽ còn nhá. Thì trong đó là có một đôi này là rất là lụ này. Anh em nào thích lấy đôi lụ thì lấy, mà lấy đôi cứng cứng một tí thì lấy nhá. Đấy, nhưng còn đôi này thì theo yêu cầu của bạn ấy thì mình cũng đã bón. Đây. Đây. Anh em nào thích lấy chim nó bón, chim đang tầm bón như này này. Đôi là đôi zin theo màu nhá. Đây là màu xanh ngọc này. Mình sẽ like như này. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 này, tối vợ chồng mình thì chả đi chơi đâu cả. Cái ngày chỉ chim cò cò thôi. Đấy, mình bón cho nó một chút cho mình để vào đây để mai mình lại dậy sớm mình nhẹ pha một bữa cuối cùng để cho nó no, nó đảm bảo cho anh em. Đây nhá. Kinh nghiệm bắt chim non sau khi bón thì anh em không nên bóp này. Mà em dí vào cửa đẩy nó vào. Đấy. Dí vào cửa đẩy vào. Thì con chim nó bản thân nó non mà. Thì mình bón no rồi thì cái da của cái bầu diều nó rất là mỏng. Nếu mà các bạn bóp nó dãy thì đương nhiên nó sẽ bị sặc ra phổi hoặc là nó sẽ bị nứt nứt cái màng diều. Anh em nhá, chia sẻ thực tế đấy. Đấy, bây giờ dán nhẹ vào đây. Dán nhẹ vào đây. Đấy. Dán vào. Xem khách hàng nào đây. Cũng là một khách hàng này hôm trước thì chuyển khoản rồi nhá. Chuyển khoản rồi, mai bạn ấy bảo là bạn được nghỉ thì bạn ra bạn lấy này. Đây. Bạn ấy đã chuyển khoản rồi này. Ok. Thì mình cũng để cho anh em này. Đây này. Chỗ này nó có một đôi màu xanh ngọc. Đấy. Đây. Hai con này là một đôi màu trắng. Đây, một đôi màu trắng này anh em nhé. Mình lên sóng rất là cụ thể luôn này. Đây là đôi màu trắng này. Đôi màu trắng anh em nhé. Đấy, màu trắng. Tất cả những con này là không có tật lỗi gì nhá. Mình kiểm tra kỹ rồi. Còn nếu anh em nào thích nụ nụ thì lấy cái đôi màu xanh ngọc này. Mình để ra đây. Để ra cho nó riêng ra. Đây. Đôi xanh ngọc này là đúng cái tầm tòe đồng xin này. Anh em là yên tâm này. Đấy. Còn đôi này là màu không màu gì cả. Một mình nó một kiểu. Đấy. Đôi này thì mụ mập nhất này. Đôi này mụ mập nhất nhá. Anh em nhá.
Đấy, thì bây giờ là sau khi bán hai đôi kia thì mình tách ra là đôi màu trắng này, màu trắng này, đôi màu trắng nha anh em nhé. Đôi màu trắng này em để cho anh em. Đấy, đôi màu trắng là đôi to, bộ to này, 600k này. Đôi này bộ to 600k này. Đấy, bộ này là chân to, bộ to này. Đấy, đấy, 600k. Anh em nhá, giống K đây là giống khổng lồ luôn này. Đấy, 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 đấy. Đôi màu xanh. Đây, màu xanh này. Đấy anh em nhá, rất là rõ luôn. Để nó tránh mà, tại vì nó nhỏ như khoai ấy, mình nhiều khi mình cũng chả biết được. Đấy. Đấy. Đôi này mình để cho anh em là 550 nhá. 550 này, đôi này thì nó hơi đụ hơn nhưng mà thôi mình cũng lới lới cho anh em một chút. Anh em nào mới chơi mà kinh tế nó dễ gần thì anh em cứ lấy đôi này này, vừa nụ vừa đúng tầm này. Đôi này là nó vẫn còn phải chống mỏ nó đi là chỉ đúng tầm bón nhất này. Tất cả các loại kinh nghiệm bón này các bạn lên bón cái tầm như thế này, này. Mình gọi là răng nược. Đấy. Anh em nhá. Răng nược nhưng mà nó lại phải tòe tòe một chút để nó kín cái thân nhiệt nó rồi. Đấy, mùa này thì nó không phải mùa đông nên ra bón cũng rất là dễ. Đấy, như đôi này thì anh em nào cũng có răng nược nhưng mà nó đã hơi nhiều nhiều rồi. Đôi này thì nó cũng vẫn là nên khách, nó vẫn thuần anh em nhé. Đấy, nên thuần. Thì mình cứ gọi là có nào thì livestream thế thôi. Hôm nay cũng có một vài anh em cứ nhắn bảo nay anh không livestream mà thì nhiều khi có những lúc là chốt đơn hàng để cho anh em xem đó. Đấy. Thế còn em cất một cái này đi. Còn một đôi đây, mang hai cái hộp đây bắt cho một bác ở thị xã Phú Thọ cái đôi này. Một đôi một con. Một đôi. Xã Phú Thọ. Nhanh lên. Có bỏ đấy đã. À đây bắt luôn vào hộp đấy. Đây này, bắt cho bác cái đôi màu màu tím ở ngoài này, đôi này rất là thuần luôn này. Bác ấy đặt cọc cái thẻ điện thoại rồi. Ra đây em ơi. Đây này. Đôi màu đây có đôi màu màu tím đôi màu đen thì em cứ gọi là theo đôi mà đây màu tím này đây màu tím này là tím này tím thì siêu to luôn nhé em thả ra cho anh em nhìn này. Tím siêu to luôn đây. Thôi được rồi cái đó bắt chim vào đã thôi được rồi nắp tự chế sau màu tím nha anh em nhé đây chân màu tím này đấy. Chim cuối ngày là sờ trước khi bắt cho khách là sờ diều sọc sạo luôn. Đấy. Đấy. Đôi màu tím thì mình sẽ chuyển sang cho bạn ấy. Đôi màu tím này đôi rất là to luôn. Đây, có diều, ăn rất là căng căng luôn. Đây. Đôi màu tím này. Đấy. Đấy, đôi màu tím nhá. Như vậy là xong. Xem khách hàng là ai nào. Đi này. Đây nhá, bác ấy ở thị xã Phú Thọ luôn, cho bác lên sóng luôn. Thì ở đây thì mình còn hai đôi nữa là một đôi màu đen và một đôi đấy này tóm lại là đen màu xanh nó cơ đen màu xanh nhiều khi là có những con nó rất là đấy nhá anh em nhá thì mình cứ theo đôi thôi cửa mình kéo vào đấy thì mai thì mang cái phiếu mang cái hộp của cái bác đôi gáy Hà Lan giống đâu rồi mang ra đây. Gáy Hà Lan giống thì nó cũng mới thôi nhá. Ở anh em ở miền Bắc thì ít. Anh em nào mà muốn lấy giống của cái dòng gáy Hà Lan giống thì đây. À, mình cũng cũng bắt đầu là thích sưu tầm một chút thôi. Cái này nó cũng không quá nhiều nhưng mà đủ để cung cấp cho anh em một số lượng ít. Đây là hàng giống này. Đấy, hàng giống nhá. Đấy. Đấy, ví dụ như là như vậy. Đấy. Trông cái này thôi nhưng nó nhỏ mình cảm giác như nó chỉ như con trẻ than hơn con trẻ than một tí thôi. Nhưng mà dòng này nó ăn gì nhỉ? Ăn hạt nhỏ thôi. Ví dụ như là cái ngô vỡ này. À nó ăn cả rau xà lách nhá. Đồ rau mát là nó rất hay ăn. Đấy, ăn ngô vỡ này. Ăn 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 cả những cái hạt kê, hạt vừng này, ăn cả cắm cắm gà này. Đấy đấy anh em nhé đấy nó sẽ có màu nọ màu kia đấy, nó vui cơ bản còn ví dụ như đôi này thì mình sẽ để cho một bác nữa đôi này thì nó ở cái dạng là
nó cũng kiểu như là nó sinh sản được được một vài nứa rồi đấy, nó gọi là đôi bố mẹ ấy. Thì đôi này thì mình cũng gửi cho một bác nữa đấy, thì cái dòng này nó gọi là cô gái kim cương đấy, cô kim cương hay còn gọi là cô gái Hà Lan nhé. Thực ra cái dòng này nó gù, nó cứ xòe xòe đuôi ra rất là ngộ, trông nó nhỏ nhỏ xinh xinh, chứ cái tiếng gáy của nó thì nó cũng kiểu giống gần gần giống con chim gáy giọng còi ạ. Nó gù ngắn một hơi một thôi, nó không gù nhiều hơi như là chim cu cường nhé anh em nhé. Đó thì đâu rồi cái phiếu của ở đây thì mình cũng có gửi kèm cho bác cái dòng thức ăn này đấy, hạt của nó như này này đó đấy, thì mình có gửi cho bạn đấy. Thì ở đây thì bạn ý là gửi gửi về cái gì đây, chỗ Bao bao bì bì Trung Trung Kiên. Kiên Hải Dương này đó, thì để cho bạn đấy. Còn về cơ bản thì tới đây thì em sẽ để cho anh em cái dòng chim nó bón hoặc là biết mổ rất là nhiều nhá anh em nhé. Đây này, những cái đôi ở đây thì em có những cái dòng mà nó biết mổ nó cũng khá là thuần đấy. Hàng này là sau khi nó gọi là hiệu ứng, nó gọi là đây anh em nhìn này, nó sẽ từng màu một mà này, thẳng như quân đội luôn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đấy. 3 2 4 5, chỗ này là Đồng đôi 3 2 4 6 8 là 4 đôi. Đấy anh em nhá. Đấy chỗ này là 4 đôi này. 4 đôi là đứng thẳng hàng như là quân đội xếp hàng luôn. Thì anh em yên tâm là vòng lâu là vòng lâu, vòng tím là vòng tím, và vòng trắng là vòng trắng, mà đôi nào nó có quy ước của mình nhé. Anh em thấy chim thì nó cũng bắt đầu ở cái giai đoạn ăn độc lập rõ ràng rồi, thì mình sẽ gửi cho anh em. Đấy, hàng này thì anh em còn nó sẽ dao động từ 600, 700, 800 tùy theo cái độ đẹp, độ to và tùy theo cái tông bố mẹ của nó nha anh em nhé. Đấy, kể cả anh em thích chơi cái dòng mà âm tốt, bộ tốt, kể cả triệu, triệu hai của đôi cũng có nhé. Đấy, nhưng mà mình muốn đăng những cái hàng theo kiểu nhóm anh em dễ chơi nhé. Tất cả những con mà tách ra đây rồi là mình đã kiểm tra chân móng vảy là không có cái lỗi tật gì đâu nha anh em nhé. Đấy, thì anh em nào mà có cứng tiền thì anh em chơi cái đôi 800, anh em nào vừa tiền thì chơi cái đôi 600. Đấy, anh em nhé, kể cả anh em chơi những đôi 500 cũng có, nhưng mà nó là cái dòng gọi là khá khá, còn những dòng khá hơn nữa, xuất sắc hơn nữa thì có thể là 8 900, 1 triệu, 1 triệu 2 nhé. Đấy, đỉnh điểm nhất là mình có những cái đôi 1 triệu 2 một đôi là tông giống rất là ok luôn đấy. Nên anh em yên tâm nhé. Thế thì cũng chia sẻ một góc nhỏ thôi, còn nếu mà để nói cái lượng chim để mình phục vụ anh em ạ, thì nó không phải là anh em không phải lo, bởi vì là mình đã yêu thích rồi, đã muốn gây dựng lên để tạo thành một cái hình ảnh rất là ok cho anh em về đồng chí Thao, kênh chim của anh hay trên YouTube nhé. Đó, đấy là những cái dòng đôi, đã theo đôi mà. Nhiều khi đôi thì mình cứ tách là phải chuẩn đôi luôn để cho anh em, trừ phi là cái tỷ lệ một bố mẹ nó đẻ một đôi là hai trống hoặc là hai mái thì mình sẽ bảo hành cho anh em sau nhé. Thì về cơ bản là đấy, người thực việc thực hôm nay đang quay ghi hình đây là hai vợ chồng cũng chuẩn bị đóng hàng đấy, đóng đóng hàng cho các bác để sáng mai lên đường. Đấy thì là sáng nào cũng tầm chục đơn, hơn chục đơn thì anh em biết rồi, anh em theo dõi thì anh em để ý anh em cũng biết ngay đấy. Khách hàng của mình thường họ chuyển khoản tất hoặc là họ chuyển khoản đặt cọc đấy, chắc chắn là gửi chim đi là mình phải có ràng buộc thì mình mới gửi nha anh em nhé, trừ phi khách quen thì mình mới mới linh động thôi. Đấy, rất là nhiều đúng không anh em? Đấy, đây nữa, rất là nhiều luôn. Đấy, như là cái số lượng để mà phục vụ toàn quốc thì nó cũng phải đơn giản. Đi vào đi, đóng đi, không muộn rồi em, 10 giờ rồi. Đóng đi. Bê mấy cái hộp này vào. Bê mấy cái hộp này vào. Chồng tất lên. Đây là cái sổ này. Cái sổ nhà em bán hàng thì phải ghi chép vào. Nghĩa là sau sau một thời gian bán hàng thì có vấn đề gì trục trặc. Đấy, có vấn đề gì trục trặc thì mình sẽ phải sửa lại sổ để mình truy xuất lại thông tin để mình xem là mình sai ở đâu, mình đúng ở đâu nhá. Đấy, đây là cái sọt này thì mình sẽ gửi cho bạn này là ở ở đường dài đi ở bến xe miền Đông này.
thì bạn này bạn cũng là mới, bạn tin tưởng, bạn xem kênh bạn cũng chuyển tiền đủ rồi. Còn tiếp theo thì ở đây thì có một bác này, bác ấy cũng lấy cái đôi đấy, bác đi về đây đấy. Thì về cơ bản thì thường là buổi tối thì mình sẽ ngắm hòm hòm một chút để cho công việc nó đỡ vất về ngày mai đấy. Thì về cơ bản là như vậy anh em ạ, thì mình cũng phải chuẩn bị như vậy để cho nó thoải mái đấy. Ok, mở cái khẩu trang ra để cho anh em xem qua cái hình hài của hình hài của đồng chí Tha một chút, cho nhiều khi là anh em đó, anh em đâu đấy. Đấy. Đó đấy, anh em nhìn cho nó rõ.